Hello, chào anh em nha, em Thẩm Minh Trê gọi đây chào bà con nha. Lời nói đầu tiên chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Quá trời xe luôn anh chị qua lựa chọn lái thử, chạy thử vô tư nha. Ở đây là i10 bản độ bản thiếu, bản sedan 2. Ở đây là bản 1.0 bản đủ. Đó, bản đủ này thì bên em đang để cho anh em mình nó 215 triệu thôi. Đó, bản đủ thì nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có ABS, nó sẽ có túi khí, vô lăng tích hợp. Đó, mâm thì như nhau hết anh chị ha. Đó. Mâm thì như nhau hết. Đó. Phom dán còn cốc thì chạy nó nhỏ gọn dễ chạy hơn. Đó. Cốc thì có ABS, có túi khí, có cảm biến zin theo xe. Đó, vô lăng tích hợp, hai xe thì xe này được trang bị là ghế nỉ nè. Em để này mình xe này là 215 triệu. Đó, đúng xe gia đình, không taxi, không dịch vụ anh chị nha. Kêu chỉ riêng nguyên bản nha. Đó, còn bản thiếu con cốc này thì em bán con 169 triệu à. Con đó thì em để ngoài lộ, con này thì để trong nhà. Đó, con này thì kêu chỉ nguyên bản nguyên zin hết, túp lô túp ly cực kỳ đẹp nè anh chị. Nguyên dàn ghế nỉ luôn nè. Đó, đẹp không? Vô lăng có nút tích hợp nè anh chị. Đó, nút đề start up, ABS túi khí, máy 1.0 màn Android. Chắc xe gia đình thì chạy rất là sướng, anh em mấy rồi đó. Đó. Xe này thì để cho anh em mình, cái này đăng kiểm lâu tới tháng 3 2024, để anh em mình 215 nha. 215 còn giảm còn bớt và có cho nợ nha. Đó, anh em lưu ý nha, bên em bán là có cho nợ nha, có trao đổi xe nha, bao xài bao chạy. Sau bán hè anh em có kẹt tiền đến đây bán lại em cũng được, đổi xe với em vẫn được nè, hoặc anh em mình có thể là cầm lại em vẫn được luôn. Đó, còn con này là đời 2015 luôn, nhập Ấn Độ, đều là hai xe nhập Ấn Độ 2015. Em này là máy 1.2 sedan nha anh chị nha. Con cốc hiện 1.0 thôi. Còn sedan thì máy 1.2. Đó, sedan thì máy 1.2, xe này để anh em mình 198 triệu. Em này thì đăng kiểm thức cuối năm nay mới hết kiểm. Trộm đèn rất là đẹp nè. Mơ sẽ đánh bát lại xe này mới lấy về hơi dơ, mơ đánh đèn lại mới tin anh chị. Mâm vỏ thì cũng dơ hay à. Em này thì hắn đẻ rồi đầy đủ, đăng kiểm tới ngày 15 tháng 12. Nước sơn rin cũng còn khá là nhiều anh chị nha. Đó. Phom dán cũng ok ha, mời mình lên sóng chi tiết cho anh em mình xem. Xe này thì mới đi về sình đất mà anh em không? Sình đất mà dơ lắm. Chưa có rửa chưa vậy mà em vội quá em quay cho anh em mình xem luôn. Đó. Thì xe này là sedan để anh em mình 198, xe kia thì để cho anh em mình là 215. Theo anh em mình lấy xe nào anh em? Theo anh em mình cảm nhận xe nào chạy ngon hơn nè. Máy 1.2 hay 1.0? 1.0 thì bản đủ 215, còn 1.2 thì sedan thì 198 đó. Còn bản thiếu mà của con cốc thì bên em đang để cho anh em mình chỉ có 169 triệu thôi. Nói chung thì i10 bên em còn tới 4 xe lận, anh em qua lựa nha. Qua lái thử, qua chạy thử, xe nào máy cũng ngon hết trơn á. Hai xe này là xe gia đình hết nè. Đó, gia đình không lỗi, không taxi. Đó. Còn 160 mấy thì nó có dịch vụ taxi.